Chào các bạn, chào mừng các bạn đến với clip đầu tiên về việc học bằng chữ cái hiragana. Như nào? Chữ cái hiragana thì chúng ta sẽ học theo hàng nhé. Đầu tiên chúng ta sẽ học về hàng a. Và chữ cái đầu tiên chúng ta sẽ học đó là chữ a. Chữ a thì có 3 nét như các bạn nhìn thấy ở bên hình bên trên, và cách viết của nó như vậy đúng không? 1 nét, 2 nét, 3 nét, được chưa nào? Các bạn nhìn thấy cách viết chưa? Bàn tay viết rất là đẹp đúng không? A, các đọc của mình ạ. À? A, các bạn tưởng tượng nhé. Nét thứ nhất, nét thứ hai, nó giống như là một thanh kiếm. Và nét số 3, nó giống như là một con cá. Khi chúng ta dùng kiếm đâm vào con cá một cái, con cá kêu A. Thế là chúng ta được chữ A rồi đúng không? Ok. Tiếp theo, chúng ta bước vào học chữ Y. Chữ Y này có 2 nét đơn giản như vậy thôi đúng không? Bạn nhìn theo cách viết bên này nhá. Ok. Và các bạn tưởng tượng xem, cũng có thể tưởng tượng như thế này này. Ví dụ, đây là một hai cánh tay của chúng ta đúng không? Chúng ta giơ lên thế này. Y. Đúng không? Khi mà chúng ta chơi thể thao, chúng ta giành được chiến thắng, chúng ta nâng cúp lên đúng không? Nâng cúp lên và chúng ta kêu Y. Khi mà có hai chữ Y thì chúng ta sẽ tốt, được. Được rồi, Y, tốt quá, được rồi. Y được nhé. Ok, các bạn hiểu rồi chứ? Nhớ sờ vào hai cánh tay là sẽ ra được chữ Y đúng không? Nhớ chữ Y rất là đơn giản. Hay, chữ tiếp theo đó là chữ Ư. Ok, nét số 1 và nét số 2. Nét số 1. Các bạn tưởng tượng nét số 2 giống như là vành tai của mình như này, đúng không? Cũng khá là giống đúng không? Rồi, nét số 1 nó giống như là một sợi tóc của mình. Và chúng ta sẽ được là chữ Ư, được chưa? Sợi tóc và vành tai, sờ vào tai một cái. Thế là chúng ta viết được chữ Ư. Ư hay là gì nhỉ? Người yêu của mình đúng không? Dì vào bên tay và không đâu. Cận nhớ chưa? Ư được nhé. Cách viết như vậy. Tiếp theo đó là chữ E. E. Bây giờ không chỉ một tai mà là hai tai, các bạn nhìn xem. Vẫn là mái tóc ấy đúng không? Nhưng mà chúng ta có hai đôi tai liền. Bởi vì cái nét số 2 trong chữ E này nó giống như là số 2 vậy. Phải không nào? Rất là đơn giản. E. Các đọc của mình E, được chưa? Tiếp theo chữ O này. Chữ O thì lại gần giống chữ A đúng không? Các bạn tưởng tượng ví dụ như là gì nhỉ? Đây là nét đầu tiên là nét số 1 này. Nét số 2 là thanh kiếm của mình đúng không? Tương tự như thế, thanh kiếm của mình gì nhỉ? Đang đến đoạn dưới này rồi thì người ta, cái mũi kiếm của mình bị bẻ cong vòng một phát sang bên này đúng không? Mũi kiếm bị cong đi và nó bị đứt ra một miếng đây, thì chúng ta sẽ được chữ O. O. Rồi chúng ta cùng nhau đọc lại hàng này nhá. A, I, U, E, O. Ok. Và ngay sau đây chúng ta hãy đi vào ví dụ cụ thể. Hàng A thì sẽ có 5 ví dụ như thế này. Ví dụ thứ nhất, các bạn đọc cho mình thế nào? Đúng rồi, A, U. Đọc nhanh thế nào? Au, như trong tiếng Việt ạ. Au. Gặp bạn mình. Ý nghĩa của từ au này có nghĩa là gặp. Gặp ai đó. Ví dụ mình gặp bạn mình nó véo cho mình cái kia mình au đau quá đúng không? Hay là gặp bạn mình để nhảy audition đúng không? Au, các đọc au. Rồi thứ hai, chữ đầu tiên là chữ gì nhỉ? Hai cánh tay. I, E, đọc à? Ie, các đọc Ie. Ie có nghĩa là căn nhà. Ie, Ie. Rồi ok. Tiếp theo chữ số 3, đứng một mình đúng không? E là bức tranh, các đọc E. Rồi ok. Chữ thứ tư, từ vựng thứ tư. Rồi chữ kia là chữ gì đây? Chữ đầu tiên là chữ bánh tai, thủ thỉ vào tai ư đúng không? Đúng không? Ư. Ư ệ. Các đọc không? Ư ệ. Đúng rồi, ư ệ là bên trên được nhé. Ư ệ bên trên. Được chưa? Chữ số 5 đó là chữ A. Ôi. Aoi. Aoi có nghĩa là màu xanh. Màu xanh nước biển. Các đọc Aoi. Aoi. Aoi như kiểu Aoi nhỉ? Aoi cái dù con ngủ đúng không? Aoi. Các đọc Aoi. Ok. Vậy thì hết hàng A rồi, bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang hàng K. Thế nào? Hàng K. Đây, hàng K đây. Các bạn có thể chữ K đầu tiên đúng không? Chữ K đầu tiên sẽ có 3 nét. Nét đầu tiên như thế này.
Nét số 2, nét số 3. K. K đọc nào. K. Ok, K. K nó có nghĩa là con muỗi luôn đấy. Tí nữa vào ví dụ chúng ta lại học tiếp nhá. Tiếp theo. Kỳ. Ok. Kỳ đây có 4 nét này. Ok. Kỳ có 4 nét. Nét thứ nhất. 1 ngang. 2 ngang. Hơi ngang ngang ra một tí. Hơi gì chéo chéo lên một tí giống dấu sắc đúng không? Ừ. Rồi thì kéo xuống. Và nhấc bút lên một tí. Đã định vào sao nhấc bút lên và phẩy ra. K. Kỳ. Chữ này là kỳ đấy. 1, 2, 3, 4. Kỳ. Được chưa nào? Kỳ. Vậy thì cái chữ này có thể viết bằng 3 nét thôi. Đó là chúng ta không nhấc bút lên. Đầu tiên chúng ta nhấc bút nó 1, 2, 3. Kéo một tí nhấc bút xong để vòng này đúng không? Tuy nhiên chúng ta sẽ không nhấc bút lên. Các bạn nhìn theo chữ bên cạnh này. 1, 2, 3 là xong đúng không? Ừ, đấy là chữ kỳ. 1, 2, 3. Được chưa nào? Kỳ cũng có nghĩa là cây đấy. Vâng, chúng ta cùng nhau bước vào chữ tiếp theo. Đó là chữ cự. Chữ cự. Chữ này một nét thôi đúng không? Cự. Cự. Chữ này quá đơn giản rồi đúng không? Nó giống mỏ của một con chim rồi đó. Như này. Đói quá. Ok. Tiếp theo. Kệ. Kệ. Các bạn nhìn thấy nét viết này. Kệ. 1 2 3 đúng không? Nét số 1 như kiểu là một cái khiên đấy nhỉ. Rồi thì nét số 2 nó giống như là một thanh kiếm đúng không? Kê đấy nè. Thanh kiếm cần phải có kiếm để bảo kê đúng không? Kê. Kê. Tiếp theo. Cô. Ta có thể viết chữ cô như thế này. 1 2 Cô. Cô. Thế nhỉ? Ừ. Hay chúng ta đưa vào, đi vào những cái ví dụ. Ví dụ rất là cụ thể. Có 9 ví dụ. Ví dụ nhất, ca, vừa nãy mình nói rồi, con mũi, ca. Kỳ, nói rồi, kỳ là cái cây, kỳ. Các hai chữ này vào, cà kỳ, cà kỳ. Cà kỳ là gì nhỉ? Lá, quả hồng. Cà kỳ, ok. Tiếp theo, ta đọc chữ số 4 đi, đọc cho mình xem nào. Ừ, đúng rồi. À, cái... A cay. Đúng rồi, a cay. Ta đọc nhanh này, a cay. A cay. Ok. A cay là màu đỏ. Tiếp theo. Chữ gì nhỉ? Iku. Đúng rồi. Iku. Iku là đi, đi được đó. Iku. Nihon e iku. Nihon ni iku. Đi nhảy. Chưa nào? Tiếp theo số 6, đó là gì nhỉ? Kaku. Đúng rồi. Kaku. Các cự là viết, viết cái gì đó, vẽ cái gì đó, viết nhé nhé. Các cự. Tiếp theo. Đúng rồi. Ike. Ike. Chữ số 7 là Ike ですね. Đúng rồi. Số 8. Koko. Koko. Đúng rồi. Koko là ở đây ですね. Koko. Koko. Tiếp theo số 9. Chữ ý cậu đọc cái nào. Chữ kia là chữ cô rồi, chữ tiếp theo chữ gì nhỉ? Ô, đúng rồi. Ê đúng không? Cô ê. Hay là đọc là cô ê được. Cô ê. Cô ê. Cô ê gà tà cài. Cô ê. Cô ê. Được rồi, cô ê là giọng. Giọng nói của mình. Cô ê. Được nhá. Giọng nói. Giọng dùng cho giọng con người hay là giọng động vật nhé nhá. Ừ, động vật thì gọi tiếng người ta cô ê. Được, ok. Chúng ta đi đến hàng tiếp theo. Đó là hàng xa. Được chưa? Hay, các bạn nhìn thấy đây. Một nét, hai nét, ba nét. Nó gần giống chữ ki nhưng mà thiếu mất một nét thôi đúng không? Ừ. Bây giờ chúng ta bỏ một nét trong chữ ki đi. Đúng không? Thì chúng ta được chữ xa này. Một, hai, ba. Và nếu mà chúng ta nhấc bút thì nó sẽ là chữ này. Tuy nhiên chúng ta không nhấc bút thì chúng ta sẽ một, hai, ba. À, một, hai nét thôi chứ không phải ba đúng không? Ừ. Được rồi. Sa. Chữ tiếp theo. Si. Còn đây. Si. Một nét. Giống như là móc câu vậy đúng không? Si. Si. Chưa nào? Ừ. Tiếp theo. Sự. Sự. Nó giống chữ đờ Việt Nam đúng không?
chữ đờ bên này nhé, đờ nhưng mà gì nhỉ, đờ đờ Việt Nam, các bạn nhớ chữ đờ Việt Nam không? Nó vòng lên này nhưng mà cái này bẻ cong xuống, cái chân của chữ đờ bị bẻ cong xuống là chữ này sự. Đây ta đọc sự, sự, ok, nhiều hình sự đúng không, sự. Tiếp theo sẽ, các bạn nhớ là viết lên ngang chứ nhá, bằng một này thứ nhất, rồi viết bên phải sẽ cái số 3 là ôm hết là ra hẳn ngoài hơi xa xa này một tí, sẽ sẽ. Rồi tiếp theo sợ gì nhỉ, một nét như thế này gần giống số 3, chúng ta chuẩn bị đưa số 3 nhưng mà nó lại vòng ngược lại đúng không, sổ đúng rồi, sổ vòng ngược lại thì ra chữ sổ. Đấy, chúng ta đi đến với những ví dụ cụ thể. Thứ nhất nó là gì, casa, nó đọc casa đúng rồi, casa là cái ô, casa. Tiếp theo ngược lại của casa, saka, saka, con dốc đúng không nào, con dốc, con dốc thì có rất là nhiều ô ở đấy đúng không, chúng ta bắt gặp một con dốc nhưng mà đấy người ta lại tự nhiên thấy rơi bao nhiêu ô ra đấy đúng không, casa, saka, được chưa. Tiếp theo đọc là gì, số 3 nào, chữ này là gì nhỉ, chữ đầu tiên là đúng rồi, si, chữ sau là o, đọc là sio, 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 đúng rồi, sio là muối, muối để ăn, muối để ăn. Chữ thứ tư đó là chữ sự, sự có nghĩa là giấm, giấm nhá, giấm để làm các món ăn đúng không, gia vị, nêm gia vị. Tiếp theo số 5, các bạn đọc được chữ này không, ồ sushi, sushi, các bạn thích sushi không, sushi Nhật Bản rất là ngon đúng không, sushi, sushi. Tiếp theo số 6, hay chữ đầu tiên là se kai, se kai, các bạn đọc với mình se kai, se kai, ồ se kai là thế giới, se kai là thế giới đúng không, ok. Tiếp theo chữ số 7, soko, vừa nãy chúng ta học từ koko, koko ở đây rồi đó, soko là ở đó, soko đúng rồi, soko ở đó. Tiếp theo chữ này chữ số 8 là chữ gì đây, chữ ư mới được sao là chữ sô, và làm sao mà ư sô, hay là ư sô được mà ư sô được kiểu diện được, ư sô, ư sô, ư sô là gì nhỉ, phép điều, nói phép, nói điều, ư sô, ư sô, ư sô thì sửa ư sô à, nói điều nói dối. Đấy, bài 1 của chúng ta kết thúc tại đây, chúng ta cùng bước vào bài số 2 nhé, các bạn nhớ chuẩn bị giấy bút cẩn thận vào.